Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bánh phục linh. Về nếu mà muốn làm được bánh phục linh, về nguyên liệu thì chúng ta có sữa, đây là sữa. Chúng ta sẽ sử dụng sữa để làm bánh. Thứ hai là phải có bột năng. Bột năng này cô đã rang chín rồi ha các bạn ha. Mình chỉ cần trộn chung với sữa thôi. Và thứ ba là màu, những cái màu thực phẩm cô đã sử dụng sữa để pha màu cho mình rồi. Các bạn nào thích màu nào thì mình chọn màu đó thôi. Tiếp theo về dụng cụ thì chúng ta cũng phải có cái khuôn. Mà phải có cái khuôn để mình mới làm tạo hình được bánh. Tiếp theo là để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng ta phải sử dụng bao tay để mình làm, để cho giữ vệ sinh hơn. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cách làm bánh luôn, từng bước làm bánh cho các bạn ha. Đầu tiên thì mình đeo bao tay vào. Mình đeo bao tay vào ha các bạn ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho bột vào thố. Bột này cô đã rang chín rồi. Mình liều lượng là 6 muỗng bột. 6 muỗng bột nha các bạn. Xanh dương, cô sẽ chọn màu xanh dương để làm. Và 3 muỗng nước, nhớ nha các bạn, 6 muỗng bột và 3 muỗng nước. 1 2 3 Rồi, bước tiếp theo mình sẽ dùng tay mình nhào bột. Nhào bột cho bột tơi ra ha, các tơi ra để mà mình mới có thể nhấn khuôn được ha các bạn ha. Đây, cô Yên đang nhào bột cho nó tơi ra. Bạn nào thích những cái màu nào thì mình sử dụng màu đó hết các con ha. Rồi các bạn ơi, mình nhào bột cho tơi ra như vậy nè con ha. Mình không nhào bột cho nó dính lại, mà cái này mình cho nó tơi ra. Đó, như vậy thì mình có thể nhấn khuôn được nha các bạn ha. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ lấy khuôn. Mình sẽ sử dụng khuôn. Mình để bột, để cái bột mình trộn rồi á, để vào khuôn. Khi mà các bạn để vào khuôn á thì mình phải nhấn, mình ép cho nó cứng lại để tạo hình được cái bánh sẽ đẹp hơn ha. Đây cô đang tạo hình cái bánh. À, cái khay của mình á, mình á có bao nhiêu bánh thì mình để mình ấn hết luôn vô mấy cái khuôn bánh á. Nhớ nha các bạn, nhớ là mình phải làm cho đè cho mạnh vô, ấn mạnh vô thì khi mà mình gõ bánh ra nó sẽ không bị nứt ha các bạn ha. Bánh sẽ đẹp hơn các con nha. Xíu nha các bạn nha. Rồi mình ấn ở đây á, mình để xuống dưới đĩa, mình đè như vậy thì bánh sẽ cứng hơn ha. Mình dùng muỗng cạo những cái phần bánh thừa ở trên khay xuống nha con. Đây cô dùng thao tác cạo bánh xuống, những cái bánh nào thừa ở ngoài, để cho cái mặt này nó bằng phẳng, nó đẹp ha các bạn ha. Tiếp theo cô sẽ gõ bánh ra. Đây, cô sẽ gõ bánh ra ha các bạn ha. Đó. Đó, mình có những chiếc bánh rất là xinh đẹp, khuôn bánh rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, cô có chuẩn bị một dĩa bánh đây, mình trang trí thêm lên cho đủ màu sắc ha. Ở đây cô làm rất là nhiều màu. Cô làm rất là nhiều màu sắc. Đó, đó là những cách làm bánh phục linh rất là đơn giản đúng không các bạn? Bây giờ
Cô sẽ nhắc lại một lần nữa cho các bạn biết nguyên liệu để mình làm bánh nha. Đầu tiên là bột năng. Bột năng, thứ hai là sữa, mình trộn chung với nhau rồi mình ấn vào khuôn đó các bạn ha. Cô đã chuẩn bị rất là nhiều khuôn và bột ở trong lớp của mình. Tí xíu nữa cô các bạn sẽ về chỗ các bạn lấy bánh, lấy bột, lấy nguyên liệu để làm bánh. Đây sản phẩm của cô, bánh Phục Linh đầy đủ màu sắc, rất là đẹp ha các bạn ha. Cách làm bánh rất là dễ, hy vọng là các bạn sẽ làm được và chúc các bạn thành công. Chúc các bạn ngon miệng với những chiếc bánh Phục Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.